chịu đi. À, cái gì nhỉ? Về nhà đi con. Đi xuống. Thì con dâu và thằng chồng. Lão sinh với cả gì? Lão sinh. Đám cưới hạnh phúc. Xính lao huy trường. Vũ và Nhã. Vũ và Hân. Thư Thư với cả Vũ. Đúng rồi. Trường Giang. Hai quân. Trường Giang, hai Trường Giang và Nhã Phương. Đúng rồi. Trang Lu và Trang Lu với Sơn Tùng à? Sơn Tùng MVP. Trang Lu với Hoàng Lu. Hoàng Lu. Trang Lu và Tùng Sơn. Đúng rồi. Chí phèo phải nở. Phèo đâu mà phèo. Vợ nhặt. Vợ nhặt tên hai vợ chồng. Chàng và Thị. Trang và Thị. Thị. Đúng rồi. Tấn Thành Harry luôn. Đúng rồi. Mỹ Châu Trọng Thủy. Hả? Quang Trung Nguyễn Huệ. Đang định nói Quang Trung Nguyễn Huệ. Kháng chiến. Chiến ấy. Ok, khó ấy. Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Thu Trang với Trần Nhật Duẩn. Trang và chồng. Chồng. Thu Trang Tiến Luật. Đúng rồi. Trưng Chắc ạ. Trưng Chắc Na Trà. Trưng Chắc và Nguyên Soái. Nguyên Soái. Trưng Chắc và Nhà Vua. Thôi bỏ đi. Trưng Chắc và Thi Sách. Tăng Thanh Hà này. Và thôi đây. Tăng Thanh Hà và cái gì Nguyễn ấy, cái gì? Họ Nguyễn. Tăng Thanh Hà và anh có dâu. Louis Nguyễn. Ê. Chị Dậu và anh Dậu. Ông Đồ à? Ông Đồ. Lão Hạc. Em cũng đang định nói Lão Hạc. Chiếc đèn dầu. Biết được. Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Thúy Kiều và Nam Phương Hoàng Hậu này. Nam Phương Hoàng Hậu. Thúy Vân. Thúy Diễm vậy. Thúy Trang Thủy. Nam Phương Hoàng Hậu và Vua Bảo Đại. Các bạn không phải Nam Phương Hoàng Hậu đấy. Đây là Nguyễn Huệ và Ngọc Hân công chúa. Vợ chồng A Phủ. Hả? A Phủ và ai? A Phủ và Mỹ. Đúng rồi. Cái này mới là Huy Cận. Cận đâu ra? Đây là Xuân Diệu và Quỳnh Quỳnh. Xuân Quỳnh. Mày quay lại đây. Xuân Kinh và Lưu Quang Vũ. Đúng. Lưu Quang Giang Hồ ấy anh. Đúng rồi. Quang Vinh à? Quang Vinh. Thúy Diễm là Đan Trường à? Nguyên Khang. Thúy Diễm. Hứa Vĩ Văn. Thúy Diễm với vẫn là Quang Vinh. Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Đây mà giống Na Tra. Na Tra uống mới à? Không. Lục Văn Tiên. Và Kiều Huỳnh Nga. Đúng rồi. Huy Cận. Và Vợ. Huy Cận và Xuân Diệu á. Huy Cận và Hồ Quỳnh Hương. À Xuân. Huy Cận và sao mấy ông này có Cận đâu nhỉ? Huy Cận và Trần Thị Trang. Trần Thị Trang. Không biết. Đi vào Trang. Huy Cận và Trần Lệ Như. Nguyễn à? Vua Bảo Đại. Nguyễn. Vua Bảo Đại. Nguyễn gì đó? Vua Bảo Đại. Vua Đại là Hoàng Hậu. Hậu là Elizabeth. Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu. Đúng rồi. Semesis này. Và Xoài Non. Đúng rồi.
Gì vậy? Người đi về hết rồi anh không đứng lên gì vậy? Ăn cơm để em nấu. Có nấu cơm cho anh ăn đấy. Ừ. Anh bảo này. Thế anh mày lấy nhau đi. Tỉnh ngủ đi còn gì nữa. Nhưng mà anh thích mày. Đi về. Về. Chán thanh niên, thích người ta mà không biết đường tỏ tình. Thế thì bao giờ mình có vợ cơ chứ.